mùi kiwi á, nó là một cái mùi trái kiwi nè, trái lựu chín nè, trái dưa hấu nè, rất thơm thực sự, nó nhẹ nhàng và nó dễ chịu đó mấy chị. Ở đây thì nó còn khoảng tầm 27 ml, nhưng mà Nhi sẽ tính chẳng là 25 ml y hình luôn nha. Rồi Nhi sẽ tính 25 ml cho mấy chị, tại vì còn một chai cuối thôi. Rồi Nhi nhân cho, rồi để Nhi chốt. Rồi đợi Nhi xíu nha. Rồi cái này là 620 đi, cái này là 27 ml lận nha, nhưng mà Nhi bớt ra, Nhi bớt cho 2 ml, Nhi tính thành 25 ml thôi, full box hộp đầy đủ luôn là 620 ngàn. Bây giờ chị nào lấy cái này Nhi bớt thêm 20 ngàn nữa là 600, đúng 600 ngàn cái gốc 25 ml này, 27 ml lận đó mọi người, nhiều lắm á, mà Nhi Nhi trừ ra 2 ml, Nhi tính thành 25 ml thôi là Nhi bớt, là bớt 20 ngàn là còn 600 á, tính chẳng 600 cái chai này cho mấy chị nha. Rồi chị nào lấy thì mấy chị báo Nhi, tại vì Nhi tính để dành cái này để xài, Nhi thích mùi này lắm, bầu bì xài cái mùi này nó nhẹ nhàng, nó dễ thương. Còn chị nào muốn lấy thì mấy chị cứ lấy, còn mấy chị không lấy thì Nhi để dành Nhi xài cũng được, không sao. Rồi na lùng tựa na trắng không chị, khác hoàn toàn Kiều Anh, có nghĩa là Natiso lùng á nó là một cái mùi phấn, còn na trắng nó lại là một cái mùi xạ hương thuần khiết đó. Na trắng nó là cái mùi xạ hương mà kết hợp với lại sữa non cô đặc á, còn đối với lại Natiso lùng này nó nằm ở cái tông khác hoàn toàn, nó là một cái mùi phấn mà tựa như phấn em bé quyến rũ nè, nồng nàn nè, đậm đà nè, độ tỏa hương có hỏi nó tỏa xa ngút trời luôn và thơm dai ngút trời luôn. Mà Nam thì số lùng này thật sự là Nhi bán nó là lên tên tuổi của Nhi luôn á, Nhi bán nó từ những cái ngày mà Nhi mới bán nước hoa tới giờ luôn. Natiso lùng bán rất là chạy, bán rất là nhiều, bán quanh năm suốt tháng, bán khủng hoảng bán luôn, tại vì rất thơm, hầu như là chị nào đã mua rồi mà hết là mua nữa, xài nghiện luôn, mê luôn đó. Rồi ok, bây giờ chị nào lấy na lùng thì mấy chị chốt nha, là 12 ml na lùng nè, số điện thoại nè, inbox địa chỉ nè. Nhi nước hoa hôm bữa còn không Nhi ơi, mình muốn đặt thêm nước hoa nào vậy Cẩm Tú ơi, nước hoa hôm bữa Tú mua nước hoa nào vậy Tú ơi, hôm bữa bạn mua nước hoa nào. Rồi bây giờ có chị nào lấy cái gốc Dingy đó không, có chị nào lấy gốc Dingy đó 600 chẳng không thì báo Nhi. Rồi Tú ơi, hôm bữa Tú lấy cái nào vậy Tú, để Nhi coi coi bữa Tú lấy cái nào. Rồi để Nhi coi coi Tú lấy cái nào nha, Cẩm Tú đúng không? Mùi Mancera hả Tú, bữa Tú mua mùi Mancera đúng không? À anh đúng không anh trai chứ lộn, anh hay chị gì nè. Rồi rồi rồi, nhắn tin cho Nhi đi, nhắn tin cho Nhi đi. Trời ơi, khó chịu quá. Anh ơi, anh lấy thử 12 ml ra lùng xài đi anh, Nhi đảm bảo anh mê. Nhi đảm bảo anh ghiền luôn, tại vì thơm lắm, thơm chịu không nổi luôn á. Rất là thơm luôn á. Mấy chị nhìn nút hoa chiếc chị chiếc cực lắm nha, chiếc cực lắm nha mấy chị, chiếc phỏng tay luôn á, ngày nào chiếc cũng bị phỏng tay hết á, như chiếc tới nỗi mà như chai hết hai bên cái mép tay luôn. Đó rồi Nhi đang mở chiếc Natiso lùng nè. Rồi trong cái quá trình Nhi livestream, chị nào cần một cái mùi hương như thế nào thì mọi người comment thoải mái cho Nhi nha, mọi người nhớ là comment thoải mái cho Nhi. Thí dụ như Nhi ơi anh thích một cái mùi hương như thế này nè, hay là chị thích một cái mùi hương như thế kia, mọi người cứ comment thoải mái cho Nhi đừng có ngại nha. Và nước hoa chiết bên Nhi á là Nhi sẽ rút trực tiếp từ chai lớn này qua những cái ống nhỏ 12 ml như thế này nha mọi người. Rồi Nhi hello chị Bích Huệ nè, Chế Xương nè, hello tất cả mọi người đang xem livestream của Nhi luôn. Mấy chị ơi, mấy chị đang xem livestream mấy chị chấm hay Nhi ba chấm thì mấy chị, mấy chị đang xem livestream mấy chị chấm bên Nhi ba chấm nha mấy chị ơi. Em hello chị Huỳnh Sumisuna. Hello chị yêu. Chị vô cái là em thấy liền nữa không? 300.
Chị vô cái là thấy liền, chị đâu trốn nữa, trốn đâu được. Vô cái bé Nhi đọc tên lên liền luôn. Rồi Nhi lại, Nhi thấy chị Sương Phạm nè, Nhi thấy chị Thân Trần nè, thích mùi ngọt với mùi sang quyến rũ. Nếu mà dạy Ngọc Như Trần nghe Nhi lấy cái mùi opium xuất sắc. Tại vì opium nó là một cái mùi rất là ngọt. Bây giờ chị nào mà thích một cái mùi hương mà mình xịt cái ông xã mình mê liền luôn. Nó mang một cái mùi hương là mùi ngọt và mùi ngọt sexy á. Và cái lớp hương cuối nó sẽ được cân bằng ở cái mùi, bởi cái mùi vani đen thơm lắm, ngọt ngào sexy gợi cảm mà hấp dẫn vô cùng luôn, thì mấy chị lấy nha. Có nghĩa là Nati Salon là mùi mùi phấn đúng không, phấn quyến rũ nồng nàn đúng không, thì cái chai Opium này nó lại là một cái mùi ngọt sexy quyến rũ hấp dẫn, không gắt không nồng không khó chịu đó. 12 ml của Opium là 390 ngàn, 12 ml Opium đó. Rồi bây giờ chị nào lấy Nati Serum thì mấy chị chốt liền cho Nhi. Dạ rồi ok anh ơi, nhưng mà mùi Mancera đó em chỉ còn nguyên siêu thôi, anh lấy không, chị lấy không chị, anh hay chị gì Tú Cảnh nè, cho Mancera đó Nhi chỉ còn nguyên siêu như hết chiếc rồi. Mancera thì thơm lắm mà như hết chiếc rồi, để mai Nhi về có còn không, nhưng mà Nhi phải công nhận mùi Mancera rất thơm thiệt, mùi nam thơm lắm. Đó, mấy chị thấy không? Để lên bên trên cho mấy chị thấy nước hoa chiết nha. Thơm quá, vừa chiết mà chịu không nổi luôn. Nhi thích mùi na lùng này lắm mấy chị. Na lùng này là nó đã theo Nhi mà từ những cái ngày mà Nhi mới biết bán nước hoa tới giờ, mới biết bán nước hoa tới giờ nó đã theo Nhi từ những cái ngày đó luôn á. Phải gọi sao ta, phải gọi là Nati Solo này là một cái mùi nước hoa mà tạo nên thương hiệu, tạo nên tên tuổi của Nhi luôn. Nhờ nước hoa này mà nhiều người biết đến Nhi lắm nha. Có nghĩa là mấy chị mơ Na Lùng tới nỗi mà mấy chị xịt lên là mấy chị nhớ tới Nhi, xịt lên là hết là phải kiếm bé Nhi mua liền, chịu không nổi. Tại vì mùi Nati Serum quá thơm, một cái mùi phấn á, rất là đặc biệt luôn. Và chưa có cái mùi nào mà nhái được cái mùi Nati Serum này. Nó là một cái mùi phấn nồng nàn mà tựa như phấn em bé mấy chị. Mà mẹ chồng của Nhi mê lắm, trời ơi. Mẹ chồng Nhi chỉ một hai mẹ chỉ xài Na Lùng thôi, không xài cái khác. Một hai chỉ Nati Serum thôi con ơi, thơm lắm đó. Rồi tiếp tục ở chiếc tại bạn nhờ, bạn mình nhờ mua giùm rồi, ok Cẩm Tú rồi Nhi biết rồi. Vậy thôi để có gì ngày Nhi cũng tính mở chiếc lại chai đó, thôi để Nhi coi, để Nhi coi coi, để Nhi coi coi mai Nhi về được thì để Nhi về cho. Rồi Nhi tiếp tục Nhi mở chiếc tiếp theo cái chai Nati Serum nha mấy chị. Tiếp tục mở chiếc nè. Bây giờ chị nào cần một cái mùi hương như thế nào mọi người cứ comment thoải mái cho Nhi. Bữa nay Nhi sẽ chiết liên tục cái chai Nati Serum này tại vì thơm lắm. Khách Nhi không ai là không mê. Rồi. Mấy chị mua gốc của Na Lùng quá nhiều rồi cho nên Nhi sẽ ngưng quá. Bữa nay chắc Nhi ngưng nhận gốc. Chắc mai đi gốc chắc để 2-3 bữa nữa mấy chị ơi. Chứ khách đặt quá nhiều gốc rồi Nhi chiết không khởi, Nhi chiết không nổi, nhiều lắm. Đây, rồi bây giờ Nhi khui siêu cái chai Nati Serum tiếp theo. Đó, rất là xinh luôn. Rồi bây giờ chị nào lấy chiếc, lấy nguyên siêu của Nati Serum nè mấy chị. Khi nào có chiếc thì nhắn mình. Rồi ok Tú Cẩm, ok Cẩm Tú. Rồi bây giờ chị nào, bây giờ chị nào lấy nguyên siêu của Nati Serum thì mấy chị chốt liền cho Nhi, báo Nhi liền nha. Rồi 90 ml nguyên siêu của Nati Serum là giá cũ 2,1 triệu. 2,1 triệu. Bây giờ chị nào lấy thì mấy chị báo với Nhi liền. Khó chịu quá ta.
Rồi mấy chị lấy thì mấy chị báo Nhi liền. Nhiều chị khen Nhi, trời Nhi, cái Nhi em hay thiệt. Em đang có bầu mà em ngửi được mùi nước hoa em hay thiệt. Chứ chị là chị ngửi không nổi. Mà Nhi cố gắng đó mấy chị, thật lòng luôn á. Thơm thì nó thơm thiệt á, nhưng mà Nhi hạn chế xịt lắm. Có nghĩa là mình đã tiếp xúc quá nhiều với nước hoa rồi, cho nên đi đâu Nhi rất là hạn chế xịt. Thí dụ như đi đám tiệc nè, hay là đi một cái gì đó điểm nhấn đặc biệt rồi xịt thoang thoảng rồi thôi, xịt những cái mùi nhẹ thôi. Còn ngày nào Nhi cũng phải ngửi nước hoa, vậy là Nhi chịu đựng đó nha mấy chị. Nhi chịu đựng dữ lắm á, chứ không phải là không đâu. Tại vì thật sự là bầu là ngửi mùi nước hoa là sợ lắm, kẻ sản. Nó thơm thì nó thơm đó, nhưng mà mình cảm thấy mình sẽ bị hơi bị nhức đầu đó, tại vì nó nồng quá đó. Đó. Rồi cho nên là những cái chị bầu nào á, nghe lời Nhi, những cái chị là bầu nào muốn xài nước hoa mấy chị xài mùi Mai Burberry. Mùi Mai Burberry. Lancôme Lavie còn chiếc không chị? Còn nha, cục cưng, còn như người đẹp anh ơi. 12ml của Lancôme Lavie AE Cap là 430 ngàn. Nếu mà lấy là phải báo Nhi liền, tại vì còn ít lắm, còn rất là ít luôn. 12ml chỉ có 400, còn chị 430 thôi nha. Còn chắc 2-3 chiếc gì đó, còn ít lắm. Lấy là phải báo Nhi liền. Rồi cái chị, bây giờ chị nào mà đang bầu bí nè, thì mấy chị xài Mai Burberry cho Nhi. Xài Mai Burberry giống Nhi đi, nó mang một cái mùi hương là thơm sang thanh mát, nó tạo cho mình một cảm giác rất là dễ chịu, rất là nhẹ nhàng. Khi mà mình xịt lên mình sẽ thấy rất là thư giãn, thư giãn đó mấy chị, không hề bị gắt nè, không hề bị nồng, hay là không hề bị nhức đầu hay khó chịu ở chỗ nào hết, rất là hay. Mai Burberry rất là hay luôn á. Cho nên là chị nào mà đang cần bầu bí mà vẫn muốn xài nước hoa, xài Mai Burberry cho Nhi. Ok, Nhi nói ok là ok. Còn chị nào mà đã mê những cái mùi hương mà Nhi ơi xịt lên mà người khác nghe phải hỏi liền cho chị nha, thì xài Nalum. Tại vì Nalum nó là một cái mùi phấn rất là nổi tiếng. Mà thật sự nha mấy chị, Nalum nè là một trong những cái chai mà đỉnh nhất hiệu nhà Natiso luôn. Đó, Natiso là một cái thương hiệu như thế nào? Natiso nó là một cái thương hiệu mà nổi tiếng lức dách trên thị trường thế giới nước hoa. Những bạn trẻ nào mà đã xài nước hoa đó, không có ai là không biết tới cái thương hiệu Natiso, tại vì thật sự nó đã quá nổi tiếng. Mà Nalum này là một trong những cái chai đỉnh nhất nha mấy chị. Đỉnh nhất là thơm nhất hiệu luôn, thơm nhất nhà Natiso luôn. Là mấy chị biết là cái mức độ thơm mà dạng như thơm tàn sát của Nalum là nó phải như thế nào rồi. Trời ơi thơm lắm chị, mấy chị ơi, mùi phấn á. Mùi phấn nồng nàn, sặc sụa, da diết, đi tới đâu thơm lẫy lừng tới đó luôn. Thì lấy Natiso cho nha, xuất sắc. Cực kỳ ok, trên cả tuyệt vời luôn, không có còn từ gì để mà khen, tiếp tục khen cái chai Natiso này nữa hết, tại vì nó ok quá mà. Đó. Rồi, hello Lớp Thanh, trời ơi lâu quá mới thấy Thanh người đẹp ơi. Rồi em hello chị Trần Mỹ Lệ nè, em hello chị Trang Đoàn nè. Rồi hello Ngọc Đan, hello Đan. Rồi bây giờ chị nào đang xem livestream của Nhi là đang cần một cái mùi hương như thế nào nè. Mọi người cứ comment thoải mái đi Nhi. Thí dụ như Nhi ơi, chị thích một cái mùi hương như thế này, hay là chị cần một cái mùi hương như thế kia, tư vấn cho chị đi. Thì Nhi sẽ tư vấn hết lòng luôn. À Đan ơi, Đan, để chút xíu Nhi nhắn tin cho em.